Rồi kênh Đỗ Vũ xin chào anh chị bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho anh chị bạn xem chia sẻ cách mà nồng nọc mình nở đạt quá rồi mình cho ăn thế nào bạn. Ví dụ nở đạt quá không còn trứng hư nhiều á là nó không còn thức ăn, nó ăn ăn ba vỏ trứng nó chỉ qua một ngày, ủa qua một đêm là nó đã sạch rồi bạn. Bởi vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ cách cho ăn cho anh chị bạn. Lúc đó là anh chưa quen cái thức ăn đâu. Anh chị chỉ gãi ít số một số ít nhá, nhữ nhá thôi. Chứ không có gãi nhiều là thúi nước nó cũng là con nồng nọc thúi nước nó sốc các bạn. Rồi mình sẽ quay cho anh chị bạn xem. Bữa nay là nồng nọc mình là sáng này là ngày thứ hai nè. Mình đếm ngày là sáng thứ hai nè, mấy ngày bữa đẻ là 2 ngày trước là còn trứng nha các bạn. Này là buổi sáng nha các bạn. Giờ 7 giờ mấy rồi. Mình cũng gãi một số thức ăn nhỏ, mình gãi xịu các bạn. Mấy hộp trắng trắng này là thức ăn 0.5 gem, 0.5 ly một trắng trắng đó ạ. Tại mình gãi sáng này chắc giờ nó nở nở ra nó bự rồi chứ hộp thức ăn 0.5 nó nhỏ nha các bạn. Bạn thấy cái nền đáy nó sạch bon rồi nè. Giờ mình sẽ cho nó ăn hột gà nha các bạn. Ăn hột gà, hột vịt gì cũng được. Mình có hột gà thì mình cho hột gà. Anh quay mình quay vô một đường dài lắng cho anh chị bạn xem coi cái nền đáy nó dọn sạch các bạn. Nay mới có buổi sáng 2 ngày này. Mới có 2 ngày mà nó dọn sạch đáy rồi. Là nó không còn thức ăn để ăn nữa. Nó mình gãi nhá nhá thức ăn trên trên bề mặt nó trắng trắng đó, nó chưa có con thì nó còn núc núc có con, nó chưa núc các bạn. Còn nó chưa quen. Để anh quay cho anh chị bạn xem. Bạn thấy nó xử lý cái nền đáy sạch rồi đó. Lại đây nắng nắng dễ mới thấy cho anh chị bạn xem chắc giờ còn sáng phức. Cái nền đáy nó xử lý có mấy cái cục trứng nào nó còn đen 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 đó là nhỏ nhỏ đó là cục trứng nó chưa xử lý hết, tại lúc trước nó lúc được hẩm nó bự các bạn, giờ nó ăn cũng gần hết rồi. Thấy xử lý nền đáy sạch nè. Cái này tại cái rong mình chà mấy bữa hẩm các bạn, mấy bả vàng vàng này. Bả mình chà rồi mình vô nước trước một ngày nó đóng lại, bả gông đóng lại vàng vàng như vàng chứ không phải là bả trứng. Rồi để mình lại lấy hột gà mình chia sẻ cái cách mình cho hột gà cho anh chị bạn xem. Rồi nào bạn, hồi nãy mình đập xong đã 2 hột rồi, giờ mình làm hột nó chăng ba cái hột gà. Hột gà mình bỏ bớt cái chồng trắng nha các bạn. Chứ cái chồng trắng mà anh chị đổ xuống dưới mà con nằm nọc ăn không được, nó dễ dơ nước. Bởi vậy nó cái mình sẽ bỏ bớt. Hôm nay mình đây hiện tại mình đập được 2 trứng nè, 2 chồng đỏ nè. Giờ 1 trứng nữa, 3 trứng chết mẹ. 3 trứng chắc nghiền quá. Nay phải lấy 4 trứng ở lộn 4 hột. Thôi. Rồi để mình cách mình bỏ bớt cái chồng cho anh chị bạn xem. Mình đổ bớt. Bẻ luôn. Rồi đó bạn, khi mình lấy là 3 cái chồng đỏ của cái trứng gà đó. Thành vậy đó. Bao nhiêu lượng cái dẹo 70 mấy mét vuông này mình chăng ba hột này thôi là sáng chiều chiều. Ăn chừng 2 ngày vậy rồi mình cũng gãi thức ăn xương xương ít ít thôi bạn. Khi nào nó ăn thức ăn mạnh mạnh đi mình nó cho ăn thức ăn luôn. Mình quậy lên nha các bạn. Quậy đều lên. Thời gian là mình đánh ra vậy đó. Bây giờ đâu có chồng trắng nhiêu đâu. Là mình lấy muỗng như nào mình múc mình nhỏ 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 nhỏ, nhỏ mình gãy gãy nhỏ dùng dùng bạn. Tại đây có một mình không có ai quay là quay cho anh chị bạn xem. Mình xuống nước cái mình nhỏ như nhỏ hoặc mình gãy gãy ra ít ít như nè,
Thì gãy ít ít gì thôi, là tại lấy muỗng nhỏ nè, lấy muỗng bự quất một cái hai muỗng hết cái chén nè, muỗng nhỏ như nào bạn, múc ít thôi, nhỏ 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 dài 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 à, cho con nòng nọc nó bu lại nó ăn, chứ anh chị đổ một cục cũng không được nha. Có nhiều bạn cho ăn thức ăn nó như còn nhỏ xíu đó, dắt thức ăn bỏ một cục bằng ngón giọt cái, có khi con người bỏ bằng cầm tay, bỏ cái đầu nó chìm xuống dưới nó là một cục đó, cái đầu chừng hai bữa cái suối nước. Rồi có nhiều người trứng gà như nè, để vô nước cái quậy vô trong cái thau nước cái đem tạt tạt con nọc cho ăn được bạn, đâu phải mà có những cái trứng nước mấy con như nuôi những con bo bo đầu này kia thì anh chị bạn tạt này tạt kia cho ăn được, còn con nòng nọc nó bự mà tạt vậy sao ăn được nhiêu. Rồi thì tạt sáng tạt chiều xì bọt, tạt cái kiểu đó là sáng tạt chiều xì bọt là đi à. Đó, vậy vậy hôm nay mình quay mình chia sẻ cho anh chị bạn hiểu đó, là mình cho ăn trứng gà là vậy, chứ đừng có đổ trứng gà mà ví dụ như mình nói ba trứng gà cái đổ trứng gà vô nước quậy ra nước một thao nước cái đem tạt xèo 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 hết giáp đó con nằm nó ăn gì đó, quay cho anh chị bạn xem. Rồi để mình đi nhỏ 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 dài 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 cái rồi cái mình quay cho anh chị bạn xem, tại không có ai quay, mình không có quay nhỏ cho anh chị bạn xem đó, mình chia sẻ như nè, mình để cho anh chị mà nhỏ vậy mình đi đi nhỏ 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 xuống vậy nè, rồi để mình nhỏ đi mình là rồi mình quay cho anh chị bạn xem. Rồi các bạn mình cho ăn xong rồi nè, để mình quay cho anh chị bạn xem, chán nắng quá. Đây nè mình nhỏ xuống miếng miếng nè bạn, nhỏ xuống miếng miếng đây miếng nè, có một số nó nổi một số nó chìm các bạn. Đây mình đi lại cho mấy chỗ càng càng quay cho anh chị bạn xem, tại cái dèo mình ngay đây nó hơi nghiêng, ngay đây chỗ này nó hơi sâu, bên đây nó hơi sâu như hơn kia xíu nè bạn, nó bù nên cũng đi lại. Anh chị qua ăn cái này mình mới cho ăn, chứ mình mà cho ăn buổi chiều để nó quen anh chị nhỏ xuống là nó bù xèo 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 chút xíu là hết liền nè chỗ nè, mình nhỏ nhỏ ít ít vàng vàng nè nó nè bạn, cái cục này hơi bự nó bu lại nè bạn, bu lại ăn nè, giật 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 luôn nè, chỗ nhỏ 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 để cho sâu bu ăn năng quen cái mấy cái chỗ nào, ba trứng mình tạt xuống nó nổi nó đưa cái mỏ lên nó hóp 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 bạn. Đó là mình nhỏ ít ít quay cho anh chị bạn xem đó. Đó mình chia sẻ thực tế cho anh chị bạn xem nó nồng nọc mình cho ăn như vậy đó. Mà anh chị bạn lưu ý cái hột gà không phải mà nó có lợi hết đâu nha. Nó anh chị cho ăn nên cho ăn vừa thôi, mức độ tùy theo cái dèo của mình, dèo mình ở đây nồng nọc mình nay cũng mình thấy cũng hơi dày dày xíu, cũng cũng là cái dạng này là nằm dạng trung bình chứ không có dày quá mà không có thưa quá, là 70 mấy mét vuông mà mình cho ăn có 3 cái hộp gà các bạn, thấy ăn 2 3 hộp gà, có nhiều bạn cho ăn nhiều quá là nó sẽ dơ nước nha. Giấc giờ mình cho ăn có thể trưa mình ra mình coi không mấy lần chiều mình mới cho ăn, và chiều sụp mà trời mát mình mới cho ăn, chứ không có cho ăn mà liên tù tì cứ ra quất 50 hộp 50 hộp dơ nước nha các bạn. Đó là chia sẻ cho anh chị các bạn á, cái này cái video này là ủa cái vụ cho ăn hột gà này là mình dường như mình chưa chưa chia sẻ trên cái kênh của mình, bởi vì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh chị các bạn là cái cách ngon nồng nọc mà nó nở đạt là phải cho ăn hột gà, còn nó mà nở mà khoảng chừng 70 80% thì không cần cho ăn hột gà các bạn. Chiều ngày thứ hai đó là bạn gửi thức ăn là nó ăn rồi đó, là mình nhá thức ăn mình gửi được rồi. Chắc đó anh chị bạn muốn tốt muốn cho nó bắt mồi thì nên chọn hột gà với thức ăn cho nó ăn thân nhỏ đó, mình chọn một ít thôi.
Chọn ít hột gà thôi cho nó ăn, tùy thì theo cái lượng nồng nọc với anh chị bạn ít nhiều. Rồi video mình hôm nay làm chia sẻ cho anh chị bạn cho nồng nọc ăn hột gà tới đây thôi. À, anh chị lưu ý là khi nào mình ở đạt quá đạt đi rồi mình hãy cho hột gà nha. Rồi kênh mình video hôm nay làm tới đây, chào tạm biệt chị và các bạn.